Vâng, xin chào bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe địa hình dòng mountain bike của dòng thương hiệu Mỹ Trek rất là nổi tiếng rồi. Và như các bác đã biết thì mang thương hiệu Trek này thì rất là nhiều đời sơ đi. Thì hôm nay em mang đến các bác một thương hiệu mới Trek Maclin, model cao cấp Maclin, dòng Maclin 7 cao cấp nhất tại thời điểm hiện tại. Thì riêng cái dòng Trek Maclin này thì có từ Maclin 1 đến Maclin 7, thì đây là một model mới nhất tại thời điểm hiện tại, là Maclin cao cấp nhất, Maclin 7 đời mới, dòng Trek với cái xanh tông màu ghi đen, trắng và xanh, điểm chỉ trên khung xe rất là nổi bật. Đây là một mẫu xe dòng mountain bike, dòng địa hình đổ đèo, với cặp và thông số lốp 29,2 dành cho các bác là thích dòng địa hình đồi núi đổ đèo. Vâng, và bây giờ xin mời anh đã tổng thể chi tiết các xe. Vâng, thì như các bác biết thì dòng thương hiệu Trek này thì không còn gì xa lạ với các bác rồi. Đây là một trong những các top 10 thương hiệu nổi tiếng trên thế giới về dòng xe thể thao mà được đánh giá rất là cao về những dòng, nhất là những dòng xe địa hình về Trek. Đây là một mẫu model Trek Alpha Gold Aluminum, là hộp kim nhôm siêu nhẹ quá nhá. Trek model Alpha Gold Aluminum Maclin 7 đời cao nhất thời điểm hiện tại năm 2019. Mà những bác mà nó hỏi em về cái dòng xe địa hình đổ đèo hoặc quan tâm về dòng địa hình thì các bác không thể bỏ qua về cái mẫu thương hiệu Trek Maclin 7 nữa rồi. Các bác phải lên trên mạng để tham khảo thêm về dòng Maclin 7. Em đánh giá tổng thể xe, em đánh giá là trên 90% xe. Xe còn rất là mới và đẹp các bác nhé. Đây là một trong những cái thương hiệu đứng top 10 thế giới về dòng xe thể thao. Cái biểu tượng của dòng xe Trek này là nó có một hình chiếc khiêng nữa nhá. Đây hình khiêng của logo của chính hãng thương hiệu Trek. Thông số xe size là 16,5 đến 17,5. Em đánh giá tổng thể chiếc xe còn rất là đẹp, trên 90%. Và đây là mẫu model cao cấp nhất mới hiện tại của dòng Maclin năm 2019. Và như các bác biết thì dòng Trek này đều đặc biệt là dòng thương hiệu của đồ Wanchanger, một thương hiệu rất là nổi tiếng về làm phụ kiện trên xe thể thao. Đó là dòng thương hiệu Trek. Đây, thương hiệu Wanchanger, cổ yên và ghi đông xe là chính hãng của dòng thương hiệu Wanchanger nhé, thương hiệu Mỹ nguyên bản trong xe. Tay lắm cao su đúc, cầm rất là chắc và êm tay. Tay lắm là bên chỗ này nó có bè ra giúp các bác để có thể tay chỗ bộ phận tay này mình để rất là êm, nó khác so với tay lắm tròn mà em đã từng giới thiệu qua. Các bác cũng đi những cái dòng đồi núi hoặc là đường dốc gồ ghề. Xe được trang bị với bộ chuyển động 9 tầng lít của Shimano Antut rất là cao cấp và bộ phanh dầu Techo. Cổ phốt cũng là của Wanchanger nhé. Ghi đông cổ phốt Ngọc Yên đều là thương hiệu chính hãng của Wanchanger. Bên tay phải em sử dụng với 3 tầng đĩa của chính hãng Shimano Antut và cặp và bộ phanh dầu đằng sau của thương hiệu Techo. Giảm sóc dầu chính hãng nguyên bản theo xe, giảm sóc cho xe 29 inch. Vành nhôm 6061 alloy. Như vậy thì những cái thương hiệu dòng nhôm cao cấp của dòng xe nhôm 6061 thì dần chuyên dành cho những dòng xe cao cấp, rất là nhẹ và bền, chắc chắn cho bộ khung xe chuyển động của xe. Đây là vành nhôm của dòng xe Trek các bác nhá, 6061, dòng nhôm siêu nhẹ mà rất là chắc chắn. Cặp lốp nguyên bản theo xe, cặp lốp Wanchanger vẫn còn nguyên bản theo xe các bác nhá. Tức là xe này vẫn còn nguyên bản, chưa thay thế gì cả, lốp vẫn còn nguyên. Lốp gai xe tăng đây. Lốp gai to mà em giới thiệu qua thì những cái dòng xe lốp gai to này là đi những cái dòng đồi núi hoặc là những cái gồ ghề hoặc là mặt bằng.
rất là êm và chắc chắn. Đấy, nước còn rất là mới, chính hãng của Bontrager, thương hiệu rất là nổi tiếng về dòng xe điển hình của Czech. Cọc yên chính hãng của Bontrager các bác nhé. Đây, cái thông số đằng sau chính hãng của xe cũng là xe của cọc yên của Bontrager, nguyên bản theo xe. Yên Bontrager chưa xuất sắc gì cả, yên nguyên bản theo xe. Đằng sau xe sử dụng với cấu hình củ đề Shimano Uncup, trang bị với 9 tầng lip. 9 tầng lip chính hãng của Shimano, nguyên bản theo xe. Và đằng sau có sử dụng với cặp vành Bontrager. Vành Bontrager nhá. Vành Bontrager làm từ hợp kim nhôm 6061, nguyên bản theo xe. Lốp đằng sau sử dụng lốp xe tăng, lốp ga xe tăng, chính hãng của Bontrager, vẫn còn nguyên bản theo xe. Rất là mới. Bùi đĩa chính hãng của Shimano, gạt đĩa Shimano Uncup, nguyên bản theo xe. Vâng, xe thông số size đứng là size 43. Khi mà các bác cao từ 1m7 trở lên, vì là chiều cao khung xe thấp, nhưng mà cái bộ kích thước lốp của nó là lốp 29,3 inch, kích thước lốp to, đơn ma là dành cho những bác cao to trên 1m7 các nhé. Và bây giờ em xin vào đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Vâng, cái chiều size của size đứng này của nó size 43, vì đây là do nhà sản xuất ra vốn dĩ dành cho các vận động viên đi với những dòng đồi núi đổ đèo, thì cái va đập của xe rất là dốc, nên mà tránh va đập vào những cái háng xe các ngồi nữa nhá. Nên làm kích thước lốp rất là cao để dễ di chuyển trên mọi địa hình. Nên mà là các bác trên 1m7 đi vừa. Mà đây là xe nguyên bản theo xe chính hãng, về nó là dòng xe Czech Marlin 7. Có lên trên mạng để tham khảo thêm về dòng Czech Marlin 7 này, thương hiệu mới đời mới của Yamaha 2019. Và bây giờ đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Lên lip ra. Vâng, xe chuyển động rất là mượt mà và êm nhũ nhá. Chân chu xuống lip. Xe được trang bị với 9 tầng lip chính hãng Shimano, nguyên bản theo xe. Đây là mẫu model mới nhất của dòng sơn series Marlin 7 của thương hiệu Czech Mỹ. Xuống đĩa, 3 tầng đĩa của Shimano. Lên đĩa. Rất là phù hợp với bác mà vận động viên hay là bán chuyên nghiệp đi những dòng xe địa hình của Czech, thương hiệu đổ đèo, đồi núi. Và đằng dưới khung xe thì đây là có một cái mã chính hãng của dòng sơ đi xe các bác nhá. Dưới gầm xe đây, xe chính hãng. Đấy. Các bác có thể lên trên mạng để tham khảo xem trong website ở dưới gầm xe đây. Các bác có thể nhìn rõ. Vâng, xe còn rất là đẹp, em đánh giá xe trên 90%. Vâng, em vừa đã tổng thể xong chiếc xe Czech thương hiệu Mỹ đời cao nhất thời điểm hiện tại, dòng Marlin 7. Và xe này là xe dòng xe địa hình bán chuyên nghiệp, đổ đèo hoặc là đồi núi, đi đường trường. Và xe có giá rất tốt bên em là 8,9 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943, hoặc lên YouTube tìm cái xe đạp, đến đăng ký và theo dõi kênh. Còn thầy các bác vào chương ngày mai. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đấy. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ đó, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.